Xin chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với channel của Chính Tài Mobile và tôi là Nguyễn Minh. Quý vị và các bạn thân mến, khi mà chúng ta sống và làm việc quá lâu trong phòng máy lạnh hay là một môi trường nhiệt độ cao thì da của chúng ta sẽ dễ dàng bị bong tróc cũng như là bị khô hay là bị ngứa. Hiểu được vấn đề đó, ngày hôm nay Chính Tài Mobile xin giới thiệu tất cả quý vị một dòng sản phẩm mới. Đó chính là máy tạo độ ẩm Mizia M33SQ02LX 4 lít. Vậy chiếc máy này có những tính năng gì đặc biệt? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và đây, sau khi mà mình khui chiếc hộp ra thì bên trong nó sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Mà cuốn sách hướng dẫn sử dụng này thì nó bằng tiếng Trung, chúng ta phải sử dụng Google dịch. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Điều đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy được về thiết kế bên ngoài thì nó khá là nhỏ gọn, rất là tiện lợi cho cái việc mà chúng ta để trong phòng khách, phòng ngủ hay là phòng làm việc của mình. Nó rất là tiết kiệm diện tích các bạn. Với màu trắng thì rất là trang nhã và lịch sự, đúng không nào? Và điều đặc biệt là chiếc máy này nặng khoảng 1,4 kg, vì vậy nó rất thuận tiện cho cái việc mà chúng ta di chuyển đi đến nơi mình mong muốn. Và chiếc máy này được làm bằng công nghệ hàng siêu âm, vì vậy các đường hàn của nó rất là đẹp, rất là tỉ mỉ các bạn. Nó không có bị nứt hay là bị trầy xước, cũng như là nó chống bám bẩn. Tuy chiếc máy này nhỏ gọn nhưng mà cái bình chứa nước của nó lên đến 4 lít, vì vậy chúng ta sẽ sử dụng được trong 36 giờ liên tiếp mà không cần châm nước vào. Nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và công sức của chúng ta. Còn đây là dây nguồn của chúng ta, thì dây nguồn nó dài khoảng 1 mét, vì vậy rất là thuận tiện cho cái việc mà chúng ta ghim cắm ở những ổ điện ở xa. Và điện áp định mức của chiếc máy này là 220V cùng với công suất 175W. Nó trang bị cho một tính năng, đó là tiết kiệm điện, vì vậy các bạn đừng lo là chúng ta tốn quá nhiều chi phí khi sử dụng nó. Và một điều đặc biệt trong cái hoạt động của chiếc máy này là độ ồn của nó chỉ nhỏ hơn hoặc bằng 58 dB, vì vậy rất là thuận lợi cho cái việc mà chúng ta đặt trong phòng ngủ hay phòng làm việc của mình. Nó không gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến chúng ta. Ở chiếc máy này là được sử dụng các chất liệu làm từ ion bạc. Nó có khả năng chống khuẩn cũng như là diệt vi khuẩn E. coli và các loại vi khuẩn khác. Và khả năng diệt khuẩn của nó lên đến 99%, mà các thiết bị thông thường trên thị trường hiện nay không có tính năng này các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cùng trải nghiệm chiếc máy này xem nó có những tiện ích như thế nào các bạn nhé. Và bây giờ để sử dụng thiết bị này thì chúng ta chỉ cần tháo cái nắp này ra và cho nước vào bên trong thôi các bạn. Và chiếc máy này với cái bình chứa là 4 lít cho cái việc sử dụng chúng ta rất là lâu, lên đến 36 giờ chúng ta không cần châm nước vào nữa. Rất là tiết kiệm thời gian cũng như là công sức của mình. Và sau khi mình cho nước vào bình rồi, mình chỉ cần lắp đặt nó lại như vị trí ban đầu thôi các bạn. Và sau khi mình lắp đặt như thế này rồi thì mình chỉ cần kết nối nguồn điện cho nó. Và sau khi mình kết nối nguồn rồi thì đây là cái công tắc, chúng ta chỉ cần bật cái công tắc này lên thôi các bạn. Khi mà bật công tắc lên á thì máy chúng ta đang hoạt động ở cái mức độ 1, là cái lượng phun sương ra nó rất là ít. Mình càng chỉnh lên thì cái lượng phun sương càng ngày nó sẽ càng nhiều hơn. Và ở thiết bị này thì nó được trang bị một cái tấm siêu âm rung với tốc độ cao ở tần số 17 MHz mỗi giây. Nó đã phá vỡ các hạt nước nhanh chóng và tạo ra một làn sương rất là mỏng manh, dễ chịu. Nó hòa tan vào không khí, nó không có tạo ra những cái hạt nước lớn ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử trong phòng chúng ta sử dụng. Và lưu lượng sương phun ra ở cường độ là 280 ml/giờ. Nó làm ẩm ít nhất là 9% trong diện tích là 10 m². Và đây các bạn, cái làn sương phun ra nó rất là mỏng manh, rất là dễ chịu. Nó không có bị ẩm ướt, vì vậy là các bạn đừng có sợ là ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử trong phòng của chúng ta. Và sau khi chúng ta sử dụng một thời gian thì chiếc máy nó có thể bị bẩn, vì vậy chúng ta cần phải lau chùi, vệ sinh máy. Và cái việc vệ sinh máy thì rất là dễ dàng các bạn, chúng ta chỉ cần tháo ra thôi, như thế này. Thì chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh những cái khu vực trong đây, nó không có gặp vấn đề gì khó khăn, rất là tiện lợi đúng không nào. Và đây là một thiết bị vô cùng tiện ích nhằm bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Và với mức giá khoảng 550.000 đồng mà Chính Tài Mobile đang bán ra, còn chần chờ gì nữa mà không sở hữu nó ngay đi các bạn. Và nếu quan tâm đến sản phẩm thì các bạn có thể comment bên dưới, hoặc có thể đến trực tiếp hai địa chỉ như sau. Và trước khi rời đi thì đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nhé, để chúng mình có động lực làm những video mới nhất hay hơn. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.